chào mấy bạn. Thì cũng giống như cái video trước mình cũng đã nói với bạn rồi á, thì mình có order cái này là một cái miếng gọi là all weather floor mat. Cái miếng này là cái miếng gương ha. Thì cái miếng này á mấy bạn, Smart Liner. Mình không phải là quảng cáo cho cái công ty Smart Liner này nha mấy bạn, là mình chỉ thấy cái này nó good mà là nó rẻ hơn là cái đồ mà ở trong cái dealer của cái chỗ Hyundai mà nó bán đồ chính hiệu nhiều. Nó cũng giống y như vậy thôi. Cái đồ chính hiệu á thì nó bán tới 300 mấy đô luôn mấy bạn. Nhưng mà cái này chỉ là một cái miếng lót chân thôi mà. Cho nên mình thấy cái này nó cũng hợp lý lắm. Cái này mình mua là chỉ có 190 đô thôi. Nó cũng không khác gì cái miếng 300 mấy đó mấy bạn. Thì mấy bạn có thể tiết kiệm được 100 mấy chục đô. Nhưng mà hàng thì nó cũng giống y chang như vậy. Ok, bây giờ mình đi vô xe để mình gắn thử cho mấy bạn cùng xem nha. Trong một cái bộ này thì nó gồm có là hai cái miếng này là hai cái miếng phía trước. Còn cái này là cho cái hàng ghế thứ nhì. Và cái kia là hàng ghế thứ ba nha mấy bạn. Đây là một set của nó. Cho mấy bạn xem là cái miếng này nè. Chất liệu của nó rất là tốt luôn mấy bạn. Không khác gì đồ chính hãng mà ra hết. Nhiều khi còn tốt hơn đồ chính hãng nữa mấy bạn. Đây nè. Ha. Đó mấy bạn coi nè. Coi nó vừa dặn nó đẹp dễ sợ đẹp chưa. Coi nè. Đó. Đâu khác gì đồ chính hãng đâu mấy bạn. Cái này mà mình mà có đổ nước lên hay là nắng mưa cát bụi gì lên đây là nó nằm trên này hết. Mình chỉ có việc mình tháo ra rồi mình rửa thôi ha. Đây là bên phía người ngồi phía trước nè nha mấy bạn. Nãy mình nói với mấy bạn nè ha, thì mình đã bỏ cái thảm vô trong xe rồi, thì bây giờ mình sẽ gắn cái miếng dán này vô trong đây đó. Chính là cái miếng gương nè. Đây là cái miếng gương mà thật sự là mình sẽ dán lên đây nè. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình vô mình dán nha, để mình chuẩn bị cho cái mặt này cho nó hết bụi rồi hết cái đã, rồi xong rồi mình sẽ dán ha. Trước tiên dán cái này á là cũng giống như những cái điện thoại thôi mấy bạn. Trước khi mà muốn dán là mấy bạn phải là chuẩn bị thiệt là kỹ, để cho trên cái mặt này nó không còn một cái miếng bụi nào hết trơn nha. Chứ không thôi mình còn bụi dán vô sẽ bị giống như cái bong bóng ở trong đó mấy bạn. Nhớ là phải là hết bụi nha mấy bạn. Đừng có để bất cứ một hộp bụi nào còn sót lại trên cái màn hình. Đây là cái miếng gương nè. Thấy không? Thì trước khi mà mình dán cái này á, người ta họ khuyên mình á là phải bỏ cái này lên. Bỏ cái này nè, cái miếng hút này nè mấy bạn, lên trên này. Để làm cái gì? Để mà khi mà mình dán vô á, mình còn có thể mà mình điều chỉnh á, lên xuống. Nếu mà mình muốn ha, thì người ta chỉ cho có một cái thôi. Thì mình á thì mình khuyên á là sẽ lên lấy thêm một cái này nữa. Tại vì sao? Để một hồi nữa mình cầm hai bên, mình cầm hai bên mình để vô như vậy ha. Rồi nó sẽ chỉ cho mình là mình lột cái miếng này ra nè. Trước tiên để mình ướm vô thử cái đã. Ok rồi, mình sẽ lột cái này ra cẩn thận, đừng để bụi vô. Cái này là cái công đoạn mình là mình chỉ có một cơ hội thôi, không có cơ hội thứ hai để dán nha mấy bạn. Cẩn thận, cẩn thận, canh sao mà cho nó đều vô hết rồi á mấy bạn. Khi mà mấy bạn mà cảm thấy mà nó đều nó ngay giữa rồi, như mấy bạn mà mong muốn á, thì mình ịnh vô. Ok, khi mấy bạn thấy ngay giữa rồi mình dán vô vậy, mình chỉ cần mình đẩy nhẹ vô ngay giữa thôi là nó sẽ tự động nó hít vô. Rồi khi mà mình muốn chắc ăn hơn nữa mấy bạn,
thì mình lấy một cái khăn mà hồi nãy mà hắn nó cho mình để lau á nha mấy bạn. Mình để cái khăn nó vô, mình chà. Mình chà để cho cái kính này nó dính càng sát vô càng tốt nha mấy bạn. Đó. Càng sát càng tốt nha. Mình tháo cái này ra luôn đi. Đẩy cái bong bóng ra. Rồi, ok. Xong, vậy là coi như mình đã có một cái miếng dán để bảo vệ cái miếng gương này rồi. Ok, thì bây giờ mình đã dán xong cái này rồi, mình cũng đã gắn cái miếng thảm vào xong rồi đó. Thì nếu mà mấy bạn mà có thắc mắc gì mà về câu hỏi mà về cái cách gắn này hoặc là cái món đồ đồ mình mua ở đâu đồ á, thì mình sẽ bỏ cái món đồ đó vô trong dưới cái link cho mấy bạn cùng xem là cái món đồ này mình mua là như thế nào. Nếu mấy bạn có thắc mắc về mà cái cách gắn hay là cái gì đó thì mình có thể chỉ cho mấy bạn, chỉ cần gửi comment thôi rồi mình sẽ chỉ cho mấy bạn cái cách mà mình làm ra sao nha. Ok, xin chào tạm biệt mấy bạn, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi video của mình nha.